Trong chuyện Đức Phật cảm hóa dạ xoa Āḷavaka, khi con nghe đến đoạn cuối thì dạ xoa Āḷavaka đã được Đức Phật cảm hóa rồi, và dạ xoa đã là đệ tử của Ngài rồi. Thì Đức Phật có nói với người dân Á La Quý là trước đến nay dạ xoa chuyên ăn thịt người để sống, nhưng sau khi dạ xoa đã quy y rồi thì không còn ăn thịt người nữa. Và Đức Phật khuyên người dân Á La Quý nên cúng những loại thức ăn đã chế biến sẵn, không thấy, không nghe, không nghi, gọi là tâm tình nhục. Vậy thì vào thời bây giờ khi chúng con có cúng hay không? Nếu cúng thì chúng con cúng như thế nào cho đúng với chánh pháp? Và khi chúng con cúng, chúng con nói lên những gì? Vì theo như dạ xoa, sau khi đã là đệ tử của Đức Phật, và ông ấy còn hứa với Đức Phật ông ấy sẽ luôn luôn hộ trì giáo pháp cho được lớn mạnh. Và vào thời bây giờ thì các ngài ấy có còn hiện trong giáo pháp của Đức Phật nữa không? Con cũng xin phép được hỏi về mối liên hệ giữa Tứ Thánh Quả và Tứ Thiền. Đầu tiên á, là cái chuyện cúng kiến. Xin thưa, nó giống như chúng ta bây giờ nè quý vị nè, có mời những cái người mà có danh tiếng ha, có danh vọng và có địa vị trong xã hội. Quý vị có thể mời được ai? Tự hỏi đi. Mời mấy người nổi tiếng thì giỏi lắm là mời mấy anh ca sĩ đi hát trong hát đám cưới, hát đám ma. Họ cũng là nghệ sĩ đó, nhưng mà họ cũng có hạn thôi. Hoặc là mời những cái anh công an xã, công an sư không, nhưng mà sư không có phải là coi thường, nhưng mà cái phạm vi của mình á, tới đâu thì mình giao tiếp được cái hạng người tới đó. Mình là bình dân học vụ ha, mình là một cái người bình thường thì mình chỉ tiếp xúc thì giỏi lắm thì như vậy thôi. Chứ bây giờ mình nói với một cái người bình thường á, mà kêu quý vị á, mời một cái anh ca sĩ nổi tiếng hoặc là một cái anh diễn viên nổi tiếng mời về nhà quý vị, xin thưa, thậm chí quý vị không biết liên hệ với họ như thế nào, và không biết là nói làm sao để cho họ có thể họ về nhà mình. Rồi họ về nhà mình có đủ tiền không mà mình cho họ. Đấy. Rồi hoặc như là quý vị thử nghĩ, mình thử mời bộ trưởng, như bộ trưởng bộ nào đó, quý vị có mời được hay không? Chứ đừng nói chi ví dụ như là mời ông tổng thống Mỹ, hoặc là mời chủ tịch nước, thậm chí ví dụ như nước Cuba chẳng hạn, hoặc là cái nước Congo, ví dụ như vậy. Làm sao mình mời? Đấy. Thành ra đó, mình như thế nào thì mình mới có cái gọi là cái năng lực, mình có tư cách để mình mời được những cái con người như thế đó nha. Thành ra đó, cỡ như mà dạ xoa Āḷavaka đó, cỡ cái tầm cỡ như dạ xoa Āḷavaka mà theo như sư nhớ không nhầm á, là ông chứng sơ quả Tu Đà Quần, một vị thánh Tu Đà Quần. Thì cái cỡ đó đó mà họ hộ trì đó, thì hộ trì là cũng cỡ ngang tầm như là những cái vị là chân tu, những vị ẩn sĩ, những cái vị mà sống trong rừng, những vị thọ hạnh đầu đà, những cái vị nói chung là họ phải tu hành ghê gớm ghê lắm. Mặc dù chưa chứng thánh ít thì ít nhất là cũng là gần với là một vị thánh. Thì cỡ đó đó thì mới có cái hy vọng là mời được những cái vị như thế này mà đến hộ trì. Mà xin thưa, nếu mà mình tu được tới cái cỡ đó thì không cần phải kêu, tự các vị đó cũng hoan hỷ tới hộ trì. Nha. Còn mình chỉ là một cái người dân thường thì nghĩ như vậy mà mình đòi mời những cái vị mà cao cấp thì có khi là nó hơi quá. Nó hơi quá. Đấy. Còn nếu như mà nói cúng á, thì nếu gì muốn cúng nó có hai loại nha. Một loại là cúng như là các cái đình miếu á, quý vị thấy là họ cúng họ có đồ ăn thức uống đàng hoàng nha. Thì những trường hợp đó quý vị phải xây những cái đình, những cái miếu xây mà lựa những cái nơi là thanh vắng, ít hỗn tạp, ít ồn ào đấy, và sạch sẽ thanh tịnh, xây lên cho đàng hoàng đó. Rồi khi đó quý vị thờ đó thì họa chăng nếu như mà có những cái loài mà dạ xoa hoặc tương tự như vậy, các vị đó hoan hỷ thì các vị đó sẽ tới ở và hưởng thụ cái sự cúng kiến của quý vị. Nhưng mà nó có một cách tiện lợi hơn cho quý vị đó. Đó là gì? Đó là chúng ta thường xuyên làm phước, hồi hướng phước. Giả sử như quý vị đem một cái mâm cổ đầy những cái món cao lương mỹ vị, thì nó cũng không bằng cái chuyện là quý vị ngồi 5 phút rải tâm từ, hành thiền tâm từ trong 5 phút, và sau đó quý vị hồi hướng cái công đức đó đến cho tất cả chư thiên được hay, được biết, nghe được hay biết được cái phước tôi hồi hướng này. Vị nào hay biết được thì hãy hoan hỷ thọ nhận, thì nó lợi ích hơn. Hoặc là mỗi khi quý vị làm phước cúng dường, quý vị đi làm từ thiện, quý vị hồi hướng phước đó đến cho các cái hàng chư thiên ở xung quanh ngôi nhà của quý vị bằng cách mở miệng ra quý vị nói đó, thì đó cũng là một cách. Chứ còn mình bình dân mà mình đòi mời chủ tịch nước thì nó e là hơi khó ha. Rồi